Với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, dường như cái tên thảo cầm viên hay còn gọi là sở thú đã quen thuộc, nhất là với các bạn nhỏ. Yêu thiên nhiên, yêu động vật thì hãy đến thảo cầm viên. Câu nói ấy vẫn được nhiều người nhắc đến. Tại nơi này, để có được những con thú khỏe mạnh, đội ngũ nhân viên, đặc biệt là lực lượng chăm sóc thú, đã bắt đầu công việc của mình từ sáng sớm. Tôi là 6 giờ rưỡi bắt đầu vô công việc. Trước nhất là phải vô kiểm tra chuồng trại, đếm số lượng thú, coi thú có bệnh hoạn gì không. Rồi xong bắt đầu mới dọn dẹp, xong rồi mới làm thức ăn cho thú ăn. Chăm sóc thú là một công việc thầm lặng. Ngoài yếu tố chuyên môn, còn đòi hỏi sự chịu khó, nhẫn nại để có thể gần gũi, chăm sóc chúng mỗi ngày. Thú hoang dã số lượng rất là ít, do đó cái người nuôi cần phải tỉ mỉ và quan sát thật là chi tiết để đảm bảo cái sức khỏe của động vật được tốt. Không thể không kể đến những nguy hiểm mà động vật hoang dã có thể mang lại. Nhưng bằng tình yêu, nhiều cô chú, anh chị đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc những con vật này. Có những bạn là nằm trong danh sách đỏ, cho nên là mình cũng có những cái chăm sóc đặc biệt hơn. Cho các bạn ấy ăn thì mình cũng cần kiểm tra là ngày hôm đó các bạn ăn có đầy đủ không, các bạn có ăn được hết cái khẩu phần ăn đó hay không. Được xây dựng vào năm 1864 đến nay, Thảo Cầm Viên đã tròn 160 năm nghiên cứu và phát triển nguồn gen động thực vật, góp phần làm phong phú thêm sự đa dạng sinh học ở Việt Nam. Nơi này chỉ có khoảng 40 người chăm sóc hơn 2.000 cá thể. Từ đặc tính, hành vi của mỗi con vật, dường như họ đều thuộc nằm lòng. Khó khăn đối với cái nghề nuôi động vật hoang dã này thì khi mà động vật đau, yếu, bệnh tật, không phải cái cá thể nào cùng nghe lời để mà hợp tác điều trị, thì chủ yếu là sẽ dựa vào những cái người mà chăm sóc trực tiếp. Để trẻ em được gần gũi hơn với thiên nhiên, hiểu hơn về thế giới động vật, những người nuôi thú vẫn thầm lặng làm công việc của mình hàng ngày. Họ giờ đây vốn đã xem những con thú như những người bạn đặc biệt.